tứ linh hội tụ, một quần thể biểu tượng cho sự an lành, hạnh phúc, yên vui dành cho quý du khách đến với suối tiên từ khắp mọi miền. Với đầu rồng khổng lồ cao 25 mét, nặng trên 300 tấn, luôn ngẩn cao đầu hùng dũng uy nghi chào đón mọi người cùng về xung vầy, đoàn tụ. Quý khách có thể thưởng ngoạn bằng thuyền trên dòng sông êm đềm, thơ mộng. Hoặc có thể tản bộ đến đảo quy qua lòng ba cây cầu, cầu loan, cầu phụng, cầu lân thăm giếng ngọc lưu ly, đền rồng vạn bảo. Đảo thần trùng có năm tượng thần Quy hóa Long hướng vào dòng sông Linh Thiên phun nước, tạo thành những làn sương mù dày đặc. Khởi công xây dựng đầu năm 2002 và khánh thành vào dịp Tết Nguyên đán 2003, vốn đầu tư trên 3 tỷ đồng.